quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì Minh Vũ xin được giới thiệu cho tất cả các bác và anh em một mẫu đẩy công suất cực kỳ là khủng, một dòng thương hiệu PHD, mã là HF41200. Con này công suất của nó là đạt 1200W một kênh, rất là khỏe. Anh em đánh những cái dòng loa công suất lớn, bát 40, 30, 40 và những cái dòng sút trước các thứ là không phải nghĩ. Đây là hàng chính hãng anh em nhá. Đây, cái mã này là mã mới nhất của hãng luôn. Đây, mới xuất bản luôn. Ở đây em đang thử chất âm, là chất âm mộc, tiếng rất là hay nhá. Con này thì máy của nó rất là dài các bác nhá. Máy của nó thì hơn 50 cả tay và nó rất là nặng các bạn. Đây em chỉ thử có đẩy với lại loa thôi nhé mọi người nhé. Sau thì quay một chút cho các bác xem về cái phần đằng sau. Con này thì cho chạy quạt cảm biến rất là êm nhé mọi người nhé. Bật lên gần như không nghe gì khi mà chúng ta gọi là đánh ở công suất lớn mà hoạt động máy nó nóng lên đấy thì quạt nó sẽ quay nhanh hơn. Còn khi mà bật lên thì gần như là không nghe gì luôn. Ở phần đằng sau thì cái cầu loa thì có hai cầu, một cầu lưu trích và cái cầu vặn nhá. Đấy, còn đường input thì input thì cũng có hai, tổng cộng là 4 đường và 4 đường link luôn, link cho từng kênh riêng một. Đấy. Có chế độ đánh Bright System Mono. Còn đây là cái phần gain tăng to nhỏ. Đấy. Có nghĩa là riêng biệt từng kênh một luôn. Điện áp là 220, giải tần từ 50 đến 60 Hz. Đấy, chạy êm lắm mọi người ạ. Đấy, con này hay lắm. Anh em mà cứ đánh gia đình làm một cặp 30 hay 40. Đấy. Xong là chúng ta ghép một cặp center và ghép một quả súp kép 50 hoặc quả súp một cặp súp đơn nữa thì đánh nhức người. Hay không? Hay lắm các bạn. Các bạn nghe con loa DB Zulet tiếng bass đánh rất là hay. Có đẩy với lại loa thôi nhá, chứ không ghép qua cái gì cả, nhạc lấy ở máy tính. Giá con này thì em cũng xin thông báo luôn nên toàn thể các bác 10 triệu. Sản phẩm chính hãng bảo hành 25. Một mức giá quá là ok phải không ạ? Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhá. Rồi chào các bác.